Xin chào tất cả bạn đã đến với kênh YouTube channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách kiếm tiền online cực kỳ là tuyệt vời. Thì mọi người hãy cầm điện thoại của mình lên, xem thật kỹ video và làm theo hướng dẫn của thầy nhé. Ok, thì link tải app mình để dưới phần mô tả và bình luận của video nhé. Thì sau khi mọi người copy rồi thì mọi người sẽ vào trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc cho em, sau đó là mọi người dán thì nó sẽ ra giao diện như thế này đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào phần tải ngay đấy, sau đó là bạn có muốn tải không thì chúng ta ấn tải xuống đấy, rất là nhanh đúng không ạ? Sau đó chúng ta ấn mở thôi. Ok, sau đó là chúng ta ấn cài đặt là ok nhá. Sau khi mà mọi người cài đặt xong rồi nó sẽ ra cái ứng dụng phần win đây này đấy, sau đó chúng ta mở lên cho em đấy, mọi người chờ chút nhé. Ok, sau đó là chúng ta đăng nhập nếu như chúng ta có tài khoản rồi đấy. Thì ở đây có 3 hình thức chúng ta đăng ký, một là chơi nhanh này, hai là điện thoại này, ba là Facebook này. Nếu như chúng ta ấn chơi nhanh thì đăng nhập bằng Facebook hoặc số điện thoại để tránh bị mất tài khoản đấy, bảo vệ tuyệt đối tiền và thông tin cá nhân. Như vậy thì chúng ta có thể là đăng nhập bằng điện thoại hoặc là Facebook nhé. Đấy, chúng ta ấn Facebook này. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang cái chỗ Facebook của chúng ta. Đấy, ok không ạ? Đấy, thì ở đây em sẽ đăng ký bằng cái điện thoại nhé. Đấy, có muốn tiếp tục không thì đấy, nếu như các bạn đăng ký bằng Facebook thì các bạn ấn tiếp tục nhé. Đấy, còn ở đây thì em cũng đã đăng nhập và có tài khoản rồi. Đấy, em cũng đã có tài khoản rồi. Thì mọi người nên đăng nhập bằng số điện thoại của mọi người. Đấy, nó an toàn hơn. Đấy, thì chúng ta đăng nhập bằng số điện thoại nhé. Đấy, sau đó thì nếu như bạn chưa có tài khoản thì mọi người sẽ ấn vào đăng ký số điện thoại này. Đấy, sau đó là đăng ký số điện thoại thì các bạn sẽ, đây là cái 84 là cái quốc gia Việt Nam này. Đấy, đây này. Đấy. Đấy, hiện tại thì có 4 nước này, Trung Quốc 86 này, Philippines này, 63, có 3 nước thôi. Đấy, thì mình ở Việt Nam thì mình sẽ chọn là 84 và sau đó mình nhập số điện thoại này, sau đó mình đặt mật khẩu này, mật khẩu chứa chữ và số thôi nhá. Và sau đó chúng ta xác nhận lại mật khẩu, sau đó mọi người ấn vào mã xác nhận thì nó sẽ gửi về cái số điện thoại chính chủ của mình. Sau đó là mình ấn ok là xong nhá. Ok, thì ở đây mình có tài khoản rồi thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình. Ok. Sau đó là chúng ta đăng nhập thôi. Đấy, sau khi mà các bạn đăng ký tài khoản xong là các bạn đăng nhập thôi. Đấy, ok không ạ? Đấy. Đấy nhá, mọi người nhìn này, nó sẽ hiển thị giao diện như thế này. Đấy, đây là một cái trang web độc quyền luôn. Đấy, trang web độc quyền và uy tín và dễ chơi và dễ trúng. Đấy, trang web chính thức của nó là iwin68.club này. Đấy, ok không ạ? Đấy. Và ngoài ra cái chỗ game mini này, đấy nó sẽ hiển thị các cái trò chơi ra mắt trên cái app này nhá. Ok. Đấy. Đây là các cái trò chơi để mình chơi này. Đấy, ok ạ, rất là tuyệt vời. Đây đầu tiên này. Đấy, ở dưới cái màn hình cuối cùng là rút tiền này, thông báo này. Thông báo này, đấy nó hiển thị lên này. Đấy, ok, game bài này. Đấy, giảm chiết khấu này. Đấy, giảm chiết khấu nạp thẻ cào từ 23% xuống còn 20% nữa này. Bắt đầu từ 20 giờ ngày 3 tháng 11 này. Giới thiệu đại lý này. Đấy, giới thiệu đại lý thì các bạn sẽ được hưởng cái hoa hồng là 30% này. Đấy, với mô hình kim tự tháp này. Sau đó là mình ấn chia sẻ này. Đấy, mình chia sẻ thì mình chia sẻ lên Facebook mỗi ngày là mình sẽ nhận ngay lì xì 3.000 đồng. Đấy, thì mình ấn chia sẻ này.
Đấy, sau đó mình ấn chia sẻ lên Facebook để mình kiếm 3.000 nhé. Đấy. Đấy, mình ghi là app uy tín kiếm tiền dễ dàng mỗi ngày. Mỗi ngày các bạn rảnh muốn kiếm tiền click vào đăng ký nhé. Đấy. Đấy, sau đó chúng ta đăng thôi. Đấy. Chờ tí. Đấy, nhận. Đấy, chúc mừng bạn đã nhận được 3.000 đồng rồi, 3.000 xu là 3.000 đồng rồi, rất tuyệt vời đúng không ạ? Ok thôi. Đấy, mình cứ mỗi ngày mình cứ vào mình chia sẻ là mình có 3.000 đồng rồi. Đấy, 12.000 đồng này này. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, ngoài ra ở trên này. Ở trên này nếu như mọi người nhìn thấy từ làm giàu này, mọi người ấn vào làm giàu này. Đấy. Đó thì mọi người cũng có thể là chia sẻ cái app này cho người khác đăng ký để mình nhận hưởng cái hoa hồng là 30% nhá, khi mà họ mua các cái trò chơi ấy. Đấy, họ là mình được hưởng nhá. Ví dụ như là 1 triệu thì mình có 300 nghìn chẳng này. Đấy, mình nhấn sao chép này, sau đó mình gửi cái Zalo hoặc là Facebook trên các cái trang mạng xã hội để cho họ truy cập vào nhá. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì chúng ta có cái vòng quay này. Đây, vòng quay bạc vàng này là mình phải tích lũy điểm thì mình mới được này, bạc này. Đấy, sau đó mình nhấn quay này. Đấy, để mình có cơ hội để có sở hữu này 83.888 yên này. Đấy, các cái xu này. Đấy, có cả vàng và kim cương này. Vàng, kim cương này. Đấy, cơ hội để mình nhận được tiền rất là nhiều nhá. Đấy, cứ 5.000 xu là tương ứng với tỷ lệ rút tiền là 1:1 mà. Đấy, ok. Đấy, ngoài ra thì có sự kiện này. Đấy, sự kiện đấy. Đại lý quà một này, xu chia sẻ này. Đấy, chúng ta ấn vào này. Đấy, mỗi ngày lần đầu share Facebook này là mình sẽ có 30.000 này. Đấy, lúc này em share rồi ấy thì không nhận được nữa. Đấy, gift code này. Đấy, xin nhập gift code của bạn vào đây để đổi ấy. Đấy, ok. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, cây tiền này. Đấy, cây tiền đấy. Đấy, thì mọi người sẽ ấn chặt nhé. Đấy, hiện tại không đủ rìu. Đấy, mình có số rìu là 2 thôi. Đấy, ok. Thì ở đây có các cái trò chơi nhá, như là tài xỉu sóc đĩa này, địa chủ này, bầu cú siêu xe này. Đấy, long hổ này. Đấy, các bạn thích chơi cái trò chơi gì thì các bạn chơi nhé, cả bài này. Đấy, ai ai giỏi lĩnh vực nào thì mọi người có thể click vào super trái cây chẳng hạn này. Đấy, mọi người tải về thôi. Đấy, sau đó mọi người tải xong mọi người ấn thôi. Đấy, phòng 0 đồng này, phòng 100.000 đồng này, phòng 1 triệu này. Ví dụ như phòng 0 đồng thì mình ấn vào này. Đấy, mình chưa có này, 12.000 này, 12.000 đồng này. Đấy, ấn bắt đầu này. Bạn mang số dư ít nhất là 20.000 đồng, hãy nạp thêm hoặc chọn một phòng khác này. Đấy, phải ít nhất 20.000. Nếu như mà các bạn chưa có tiền mà các bạn muốn chơi ấy, thì các bạn sẽ ấn nạp này. Đấy, nạp ở đây thì có rất là nhiều hình thức, đó là nạp VIP 3, VIP 1, VIP 2 này. Đấy, chúng ta ấn vào thẻ cào này. Đấy, Momo Pay này, Zalo Pay này, Viettel Pay, InBanking này. Nếu như chúng ta nạp ở VIP 3 này, đấy thì nó có cái chỗ phần hỗ trợ Zalo và hỗ trợ Telegram và chúng ta mở này. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Nếu như các bạn thích chơi các cái này thì các bạn ấn bắt đầu này. Đấy, ok thì các bạn chuyển nạp tiền nhé. Ok. Đấy. Chúng ta thoát ra thôi. Đấy, ok. Đấy, có rất là nhiều trò chơi này để cho các bạn nhé.
Đấy, ok, ngoài ra các bạn sẽ nhìn cái chỗ bảng xếp hạng này. Đấy, rất là nhiều người đã kiếm được tiền này, 40 triệu liền này, 40 triệu 273 nghìn này. Đấy, 500 này, 39 triệu này, đây là những cái top mà rất là nhiều tiền này, ngày hôm nay này. Ngày hôm nay này, đây. 196 triệu này. Wow, rất khủng khiếp đúng không ạ? Đấy, mọi người nhìn ạ. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, có thành win này, thành win chưa có hàng gì. Đấy, ok không ạ? Ok, thấy chưa? Mọi người, nếu như mọi người muốn thư này, mọi người vào hộp thư nó gửi đến cho mình này. Đây, bảo trì ngân hàng Sacombank luôn này, họ gửi cho mình luôn này. Ở Sacombank là không thể nhận tiền được này. Thời gian bảo trì từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 22 tháng 11. Rút tiền này, trong thời gian bảo trì quý khách vui lòng rút tiền về tài khoản ngân hàng khác nhé. Đấy, rất là tuyệt vời đấy. Ok. Đấy. Đấy, siêu vòng quay là có tiền này. Đấy, rất là tuyệt vời, app này rất là tuyệt vời nhé. Đấy, ngoài ra có phiếu phần hỗ trợ này. Đấy. Mọi người có những cái câu hỏi thắc mắc nào thì mọi người sẽ ấn vào phần hỗ trợ này. Đấy, ví dụ như hôm mình có những cái thắc mắc mình hỗ trợ, nó hỗ trợ 24 trên 24 luôn. Sau đó nó bắt đầu này. Đấy. Đấy, mình có thể là nhắn tin là cho mình hỏi này, hoan nghênh quý khách này, liên hệ này, cho mình hỏi chính sách hoa hồng app này như thế nào này. IV này như thế nào. Đấy, ta gửi này, gửi này. Đấy, họ sẽ chờ một lúc mà họ sẽ trả lời mình nhanh chóng luôn. Đấy, đấy, ok nhá. Đấy, mình cứ chờ thôi. Ok. Đấy, còn nếu như khi mà các bạn đủ đủ tiền rồi thì các bạn rút tiền thôi, các bạn ấn rút tiền này. Đấy, rút tiền đây. Đấy, tối thiểu phải là 50.000 nha, thì ở đây em mới có 12.000 thôi. Đấy, nhìn này, quy tắc này. Mọi người ấn quy tắc đổi một lần cần phải lớn hơn hoặc bằng 50.000 đồng, tài khoản cần dư lớn hoặc bằng 10.000 đồng. Khi chưa hoàn tất giao dịch đổi không thể tiếp tục thực hiện. Đấy. Khi đổi nếu không nhận được trong vòng 3 đến 5 phút vui lòng liên hệ với chăm sóc khách hàng. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy thì ở rút tiền này thì mọi người thêm tài khoản thôi, thì ở đây em đã thêm một cái tài khoản rồi. Đấy, ở đây có 3 tài khoản để mọi người thêm nhé. Đấy, cược thành công 1.000 đồng. Đấy, mới có thể rút tiền đây này. Đấy. Ok, rất là tuyệt vời. Thì khi nào đủ 50.000 xu thì em sẽ hướng dẫn cách rút tiền như thế nào nhá. Ok. Đấy. Thì nếu như mọi người muốn đổi thông tin thì mọi người sẽ ấn vào cái mặt người này, chỗ thành uy này, ở góc góc phải này, góc trái trên cùng này. Đấy, sau đó là mình muốn đổi tên thì mình ấn sửa đổi này. Rồi, đấy. Âm nhạc nếu như mọi người muốn kích lên thì mọi người kích lên nhá. Đấy, hiệu ứng cũng thế nhá. Ok. Đấy, ok thì trong video ngày hôm nay thì em hướng dẫn cho mọi người cách tải và đăng ký app iWin này và cách chơi như thế nào. Thì mọi người thấy video này hay hữu ích thì mọi người hãy cho em một like, một share và một đăng ký nhé. Ok, thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.